Hello, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình nha. Thì hôm nay gần Tết rồi em ơi. Đây mình có ra ngồi bìa rừng để mà làm cái món rất là lạ luôn. Đây, trên tay anh em đây đang cầm là một ống tre. Thì đây là số cá trơ lúc nãy mình câu trộm anh em. Câu trộm ván bên kia này. Sao? Đây. Ok. Thì nếp gia vị thì đơn giản rồi em ơi. Quan trọng là mình muốn thử coi thử khi mà mình đỡ vô mình nấu ống tre thì nó có thơm không. Trong đây có một vài bạn trẻ không ăn cây được nên là mình không ướp ớt nha anh em. Đâu, đổ vô ống đi. Cảm mày. Vào việc. Bây giờ hai bạn ăn cái món này chưa? Chưa. Bỏ vô, bỏ vô. Giữa ta. Còn sống theo ha. Chưa sống chưa chín mà. Thế là còn sống thì nó còn dễ, còn nó rất rất ngon. Ngon lắm mày ơi. Bỏ cái này vô trước này. Nhanh tay lệ chân. Giờ nhanh ăn xong đây giờ ăn Tết này. Giờ ăn Tết nói. Đó. Chục cái ống tre này mà nấu từ giờ đến chiều là chín mới lạ anh em ơi. Chín không? Chín á. Chín này. Ôi. Quá. Ngọt lắm, không sao đâu. Thật, tớ làm em. Chặt chê mệt rồi. Chặt chê đây mà làm gì phải chặt đồ ngươi ơi. Anh gặp anh là anh cưa ông phát một. Cái còn sống này không? Chưa. Nhanh lên cho cái giai đoạn này lâu dữ đi. Nó còn sống nó nhảy. Thì sắp được Tết chưa Phi? Chưa. Hả? Anh cho tiền đi. Nãy mày mới kêu mua bia ba tao uống giờ cho tiền mua đồ Tết mày. Trời sẽ thích mua đồ Tết cho nó như thật. Trời ơi, mua Tết cho chuột. Chưa. Chưa nào. Toàn mấy thanh niên giả nghèo không? Thằng chưa thì lâu dữ đi. Mấy cái đều bỏ. Bỏ vô đây luôn, nhét vô luôn. Sao lên nói em là nam anh kia. Hả? Nam chứ chuột. À nam chứ không phải chuột ấy. Người ta nó không biết. Thôi giờ chữ nam không? Vậy nam. Ok. Nam gì? Có biệt danh gì không? Như anh nam, nam yếu. Như anh nam ấy. Nam yếu. Đừng sao lâu dữ. Lâu xong rồi. Thật mày lên tiếng thật cho Phi làm lâu quá đây mà. Được không? Được ý. Rồi, dữ à. Nước nó vô luôn nha. Nước gia vị ạ. Đào đổ vô luôn. Đâu nhét vô, đừng có nhận xuống. Nè 200 ngàn. Vô. Không nhét rồi đuổi ăn. Cha mày ngu quá. Đi coi. Đều yếu quá. Chào. Nhận vô. Rồi, đúng rồi, đồ vô. Vô. Ui, cao. Ok. Đâu, bỏ lên. Bỏ lên đốt từ giờ đến đêm là ăn được ạ. Bỏ lên đàng hoàng chứ bỏ giấy mày. Trời ơi. Làm có mà. Làm thì dớ và ăn thì nhiều. Bây giờ mình sẽ để cho nó chín đã anh em ơi. Vô. Mình nghĩ là nó đã chín rồi anh em ơi. Thời gian nó khá là lâu rồi, nó rất là sôi rồi nè. Mà một xíu nữa là nó cháy luôn cây. Đó. Đây. Giận dữ. Đi coi. Khui. Giận mày. Nước nó chảy rồi em. Chín chưa? Chín chưa chuột? Chín chuột thơm không? Thơm quá. Thơm quá. Nước muối á. Thơm ghê quá thơm. Tao ướp tầm đấy mà còn thơm. Bỏ lên, lấy cái chuột lên. Ôi vô. Lấy lá chuối mày. Ê, coi nó mà đổ là sao nghe. Lấy cái lá, lấy cái lá. Ê, cho vậy. Nếp ra kìa. Nếp ra. Đừng mang tay cái anh. Đừng mang rồi mày vô. Nếp ra kìa mổ rồi. Cho chết. Ôi dồi. Coi dơ. Không sao, cho mà. Cho cái đấy mà. Quá. Làm gì vậy? Đang chưa? Hết chuột. Có tiền tang đây không? Hết chuột. Chưa. Còn. Chưa. Đây. Chưa đi. Đâu.
lâu lâu làm cái luôn mà. Làm clip với mấy nhỏ này hài quá nè mày. Cháy đầu. Ý là cháy đầu nhưng mà chín chưa? Còn hết chưa? Chưa, lấy cái này. Cho sao mà cho rồi nó bay tùm lum hết vậy mấy ông nậu. Không quá không quá. Em ấy chậm quá. Đừng nó bay cái cho xuống bỏ bên đây nè. Cho nó dơ kìa. Chết rồi, mấy anh đây làm anh vậy không được. Ờ chắc đeo rồi chứ. Đeo. Hết rồi á, chắc hết rồi á. Vô anh chăm rồi. Đeo đủ quá. Đeo đủ. Má vậy vậy. Vậy chứ vậy. Bỏ đi. Trời sao tự nhiên đổ à? Cát không vậy? Đi đi. Giờ rửa nhiều quá giờ nó cháy. Đi thằng chạy vô lấy rửa kỹ nè. Hết chưa? Còn nha. Hết chưa? Đem coi nha. Đem coi nha. Đi hết rồi. Coi nha. Lấy pin gọi, lấy pin gọi thử. Để em coi cho. Mọi người coi hết chưa không? Dạ. Trời cát gì mà nhất. Nó tiêu á, cá tiêu á. Lu làm đi mày. Ừ, cho đồ nó bay kìa. Thôi vô đi, vô đi, vô đi. Lấy mà lấy cái mà cho nó vô đi. Đồ nó chín quá nó tiêu. Từ từ cái mày. Từ từ. Ngon em. Mày. Hả đâu? Còn. Vô đồ bốc này anh làm ngon lắm. Mời mọi người nha. Ngờ thiệt là chứ. Đang bên vô nè. Đang bên vô bên đi. Vậy cho cầm đầu đũa ra làm gì vậy? Rồi một đầu đũa ăn cả đống rồi nhìn nè. Vô lấy đũa đi. Đũa nãy gấp ướp và cha lấy cho ăn luôn cha. Thục tiêu nhiều. Bóc bên. Nhà chú ấy còn cơm mày. Ăn anh Phi. Mời anh em nha. Đồ bóc tay thiệt nè. Mời anh em nha chứ bạn. Từ từ. Nó bung kia. Anh Thành, con thấy bay... cái đầu mà sao có mình à anh? Dính trên kia kìa. Hai cái đầu mà sao nóng mình à? Nó dính trong kia rào. Mà bay khui nó không ra. Không, hết rồi anh nãy cởi bỏ tay luôn. Hết rồi. Nhiều lúc mình không biết đây là kênh mình hay là kênh của mấy đứa đó nữa nè mừng. Vô. Anh ơi. Mà sao đứng hết vậy? Ok. Thành đâu? Không anh ơi, anh đâu anh đâu mà anh chưa giờ nhậu say quá đây mà. Ngại con chuột ăn hết nha. Nửa đũa có bén. Má ăn chưa được. Cái này mà có ly gì nữa mà. Thôi, lại miếng. À, mình đánh tay anh em ơi. Cho tiêu hết rồi. Đây, mời anh em nha. Cái này mà có chiếm ớt nữa. Ngọt cái nhai. Thịt ngọt ngon. Ngọt mà. Ngọt. Cá trộn mà. Ngon cá trộn cá câu ạ. Sao anh ăn, sao anh dễ ăn? Anh hồi nãy giờ anh ăn nhiều nhất á. Đang review mà mày. review một miếng. Review thưởng thức. Nói chung là ai review. Đồ bác kìa. Review mà nãy giờ gần chục miếng rồi review. Nhưng lâu lâu mình làm clip với mấy đứa nhỏ cho vui nè em ơi. Với lại mình thử nướng cá bằng cái cây tre thử. Anh thử là nó có ngon không? Miếng ơi. Review vậy nãy giờ. Anh ơi. Miếng hả? Không. Anh nhờ trong viên làm miếng. Mà em vô em thử em. Thầy vô anh vô em. Phải làm rồi. Em hết rồi mà chưa mệt. Đi mày. Đi mày luôn mày quơ cái lúa nha. Cá đây là cá nãy mình câu anh em. Câu mình làm mình nướng cây tre thử. Thì lâu lâu làm mấy cái clip hài hài cho anh em xem, mình không chú trọng về ẩm thực đâu. Hôm qua là clip anh em nói chuyện vui vẻ là cũng sắp Tết rồi. Thì có lẽ mình sẽ ra vài cái clip nữa thì mình cũng sẽ nghỉ Tết thôi anh em ơi. Để qua Tết rồi mình đầu tư nội dung mình làm cho anh em xem. Chứ thực ra là mấy hôm nay mình làm không có view á. Mình rất là buồn. Vì mình biết nội dung của mình nó không hay á. Nên là anh em xem thì nó cũng chán. Mệt xuống anh chở cho. Ừ. Ok, cảm ơn mọi người đã xem hết video này của mình. Thì để lại mình một like, một share, một comment để ủng hộ mình nha. Và đừng quên đăng ký kênh để xem video mới nhất từ mình. Chúc anh em mà thôi, đợi bữa sau mình chúc đi. Bây giờ cũng chưa phải là clip cuối trong năm nay anh em ơi. Bye bye anh em. Bye bye. Với cái đội ngũ đông đen như vậy thì có lẽ sắp tới anh em mình làm chủ đề chôn nha anh em. Nếu anh em thấy ok thì hãy comment phía bên dưới nha. Nào, mấy đứa có làm chủ đề chôn không? Ok. Ok không? Ok. Ok. Thấy cái gì vậy? Dạ.